vào ngày 2 tháng 6 năm 2014 tới đây tại Ủy ban dân xã Đông, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên, tham gia sự kiện Internet với thanh niên. Các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet để hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng dùng máy vi tính và nhập Internet công cộng tại Việt Nam do Quickview và Meditagas tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet giúp các cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được những kiến thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp người dân có được một công cụ hiệu phục vụ cho học tập, làm việc như mang lại nhiều điều lý thú và bổ ích trong cuộc sống, đặc biệt với người dân ở nông thôn. Việc